Alo, cứ ngồi trong nhà mãi, hôm nay ra đường đây, ra đường quay video nói chuyện với các bạn đây. Phía trước mặt mình là một cái cửa hàng Castart này, trong cái nhiều hàng đèo đẹp lắm, hàng đắt hàng đẹp. À, có một cái quán Ý kia nè, khách là cũng phải ngồi ra bên ngoài hết các bạn ạ, không được ngồi trong nhà. Mình thấy cũng như các nước thôi. Còn trước mặt mình đây cũng là một cái bến tàu. Đây, cái nhà người ta xây cũng lâu lắm, chưa thấy xong này, một năm này. Nhưng một năm hơn rồi đấy, cũng chưa thấy xong. Xây cao này, hơn 30 tầng đây. Đây, trước mặt mình đây, đây cũng là một cái quán này. Quán này khách hàng phải ngồi ra ngoài hết này, không ai được ngồi trong nhà. Khách hàng phải ngồi ra ngoài, nhưng mà may ở đây mình thấy đấy, có cái dãy hàng cây xanh này các bạn nhìn này. Mát lắm. Chứ nếu mà không mát thì sao mà khách hàng người ta ngồi nổi. Nhưng mà được cái là nó mát lắm. Chỗ này là một cái này làm cái bán kem nhỏ nhỏ, nhưng mà họ đóng cửa rồi. Đóng cửa sớm đấy nhỉ. Ra đây ngồi quay video nói chuyện với các bạn. Xem ông đi qua và đi lại các bạn ơi. Mình chả biết các bạn thế nào, chứ mình thấy làm video khó lắm các bạn ơi, làm YouTube khó lắm. Mình thấy mà các bạn mà làm video mà các bạn chắc ấy, các bạn làm nó nhiều view ấy, tốt nhất các bạn đừng có like. Like kéo giờ đủ giờ, nhưng đến lúc được VKT rồi trừ nhiều lắm. Không biết trừ đến mức độ như thế nào nữa. Mình thấy trừ giờ rồi trừ tiền, trừ các kiểu trừ. Dần dần thì chắc tụt hết à, chả hiểu nữa. Khó lắm các bạn ạ. Tàu đấy, tàu chạy qua chạy lại đấy. Tàu đi các hướng các bạn ạ. Hướng nọ hướng kia. Bây giờ tàu số mấy? Bây giờ tàu số 4 thì nó về một hướng, tàu số 5 nó về một hướng. Quy định từng loại tàu một, từng số tàu. Kia là một cái chợ kìa, chợ cái người kia bán trái cây các bạn. Nắng lắm. Trái cây này bóng mát. Mình mỗi khi mình không bị đau chân là mình cũng ra đây mình bán hàng này. Mận bán cái mận mà nó mình mà hôm mình quay đấy, người ta không tự vặt bán đâu, ít lắm. Nhưng mà nếu mà mình vặt mình đi bán thì họ mua, cũng mua. Nhưng mà lâu lắm rồi, mấy năm nay mình không đi bán rồi. Nhỏ đây các bạn, mấy mẹ con nhỏ này. Mẹ bé tí kìa, cái mông nó to kìa. Ngồi đây mát lắm các bạn ạ, trong nhà bí, không có gió. Mà mình không muốn mở cửa sổ ra. Mở ra nó bụi lắm, bụi mà ruồi muỗi nó vào mình ngại. Ruồi thỉnh thoảng vào, thỉnh thoảng có con ruồi nó vào mình không thích.
tối hôm qua cái tầm 11 giờ đêm có cái chắc là ô tô nó đi lao vào người hay sao ấy. Mình ở trên nhà mình nhìn xuống mình thấy, thế là mình quay video. Mà lúc mình quay mình đã nghĩ là khéo lại bản quyền, à không phải bản quyền mà lại cấm kiểu tai nạn nó không được. Y rằng mình vừa cho lên một cái bị đồng tiền vàng luôn, chán lắm. Quay cũng khó, nhiều khi cái gì cũng khó. Nhiều lúc mình quay một cái video nó rất là bình thường mà mình không hiểu nguyên nhân tại sao cũng bị đồng tiền vàng với đồng tiền đen. Khó, nó lúc chán, oải. Muốn bỏ nó các bạn ạ, mà bỏ thì... Ây ơi, bỏ thì buồn. Làm thì nó bí bách thôi rồi. Đây các bạn này. Kia là bến tàu. Kia là bến tàu đi xuống, còn bên trên này là bến tàu đi lên này. Đấy là bến tàu đi lên. Buồn lắm cả nhà ơi, cả nhà xem video giúp đi nhá. Cả nhà cứ lười, cả nhà không xem chán lắm, trời ơi, khó lắm. Mình trong một tháng mình đạt được 10 đô cuối cùng. Đến bây giờ là ngoài một tháng, ngoài 28 ngày là cứ nó cứ lên, cứ xuống, lên xuống, lên xuống, nó không vượt được nữa. Cứ trừ lại lên, để trừ lại lên, để trừ lại lên. Nó trừ theo cái giờ của mình ấy, cái giờ xem đấy các bạn. Giờ xem của mình thì trước là mình like nhiều quá, like kéo giờ, nhưng bây giờ là chắc là họ mình không đủ giờ như trước nên họ trừ. Còn bạn nào mà cái video mà làm mà cứng ấy thì tốt nhất là cứ làm video thì lúc được VKT các bạn không bị trừ. Mình nghĩ thế, tại vì mình suy của mình, như mình thấy các bạn. Ở bên Mỹ mình thấy nó lộn xộn kinh lắm, mình nghe nói mình thấy lộn xộn thật đấy. Ở Đức thì may không có, không thấy lộn xộn thế. Lộn xộn thì sợ lắm. Ra đây quay ông đi qua và đi lại nha các bạn xem. Tâm sự tí xíu các bạn. Đấy, người nước ngoài đội khăn tu hú đấy. Đấy, cái đội khăn đấy. Đội khăn tu hú, tu hú. Ba cái tăng ở đây đầy các bạn ạ. Đầy thiếu, không thiếu giống cái bọn trẻ trẻ. Nó quơ mình, mình có điên thì mình mà thèm. Nhưng mà Việt Nam độc mới chả lạ, kinh khủng. Đẹp cái nọ kia để cho nó khỏi bỏ thơm nữa. Cái loại bất tài nó sang nó bám mình còn sợ nó bỏ. Có tiền mà nuôi nó được không? Người ta bình thường người ta nói là
đàn bà phải có cái bà vai của người đàn ông để bờ vai nương dựa, nhưng mà lại để đàn ông nó dựa mình đi bao nó, mình có thể là điên, mình có thể là còn trẻ ra đâu. Ok, bye bye các bạn nhé, các bạn cố gắng xem hết video ủng hộ mình nhé, bye bye.